hoàn thành. Thế nào? Giống người mẫu không? Tôi không ở đây nữa thì ai sẽ may quần áo cho người mẫu phù thủy tóc trắng đây? Yên tâm đi, tôi sẽ theo cô đến cùng trời cuối đất. Cô cứ ra trước đi. Số 1004 có người thăm. Nghe nói tuần sau, cô được ra tù nhờ ân xá hả? Vâng. Tốt quá rồi. Tôi chỉ mong cô với Inha tốt đẹp. Giám đốc đến đây làm gì? Tôi đã nói là không muốn gặp rồi cơ mà. Ừ. Đừng gặp lại nhau nữa. Như thế sẽ tốt cho cả hai. Ngày ra tù thì đi ăn tối cùng nhau nhé. Cứ coi như là bữa tối cuối cùng cũng được. Tôi không thích. Vì tôi rất muốn như thế. Giúp tôi nhé, Hê-xu. Anh Jiho, hôm nay Trương Hê-su ra tù đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì sao? Anh không thấy sao à? Chưa biết ra tù xong, Trương Hê-su với Su In-ha sẽ giở trò gì mà anh không thấy lo sao? Đằng nào mọi chuyện chẳng kết thúc rồi. Anh có phiên tòa, nói chuyện sau nhé. Dù Jiho, anh không thấy sao thật ư? May quá, mẹ vẫn chưa về. Sao, có chuyện gì à? Còn sao nữa, con định rủ mẹ đi ăn tối rồi mới về. Làm sao đây, mẹ có hẹn ăn tối rồi. Mẹ vội lắm. Mẹ biết chứ. Chuyện gì? Trương Hê-su. Từ giờ Hê-su cũng nên sống thật tốt chứ. Gặp nhau ở nhà nhé. Thư ký An, tôi đây. Kiểm tra lịch trình tối nay của mẹ tôi cho tôi. Đặt bàn hai người vào 7 giờ tại khách sạn Green. Không phải khách sạn Trơn Ha, mà là khách sạn Green ư? Mẹ tôi hẹn gặp ai thế? Thư ký An, là ai vậy? Tôi được biết là cô Trương Hê-su. Hôm nay đúng không? Ngày Trương Hê-su ra tù ấy. Đúng rồi ạ. Tổng trưởng công tố phải hậu thuẫn cho tôi rồi. Chủ tịch đang có mưu tính gì vậy? Đó là việc loại bỏ một người gây phiền toái cho cả tôi lẫn tổng trưởng công tố. Chúng ta không thể để thế giới biết chủ tịch và tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước sự thật về vụ án của Ju In-ha. Làm vậy thì cả tập đoàn Trơn Ha và tôi đều sẽ gặp khủng hoảng lớn. Với tổng trưởng công tố thì chưa đến mức khủng hoảng đâu. Chỉ là cởi bỏ quân phục hoặc là vào sau tấm song sắt thôi. Tốt nhất là chặn, không để lộ thiên cơ. Tôi không thể từ chối đề nghị này. Nhưng chủ tịch đã chọn được quân mã nào chưa? Có một người có thể làm tốt việc này.
Hê-su, anh đến đây làm gì? Ngày như hôm nay mà không ai đến thì em sẽ thấy cô độc đấy. Trông em đúng là người vừa ra tù nhỉ. Cái gì đây ạ? Bánh quy đậu phụ đấy. Anh nghĩ ăn bánh này em sẽ thấy dễ chịu hơn. Em vất vả rồi. Em bảo hôm nay có hẹn ăn tối với giám đốc điều hành Sơ đúng không? Anh muốn đưa em đến đó. Nhưng một tiếng nữa anh lại có cuộc họp với chủ tịch rồi. Kiêng Uôn cũng bận chuẩn bị cho cuộc họp nên không đến được. Đổi lại anh gọi taxi cho em rồi. Gặp nhau sau nhé. Cảm ơn anh. Tôi mà ra khỏi đây thì tôi sẽ cưới anh Inha rồi tìm lại mẹ. Cô sẽ mọt gông cả đời ở đây. Không thì tôi sẽ giết chết cô thật. Dù sẽ dâng tôi không để yên cho cô mới đúng. Tôi sẽ cho cả thế giới biết chuyện cô là con gái giả mạo và chuyện cô là thủ phạm thực sự làm anh Inha bị thương. Dù xê dân, sao mày lại tồi tệ đến mức này? Sarang, không sao đâu. Mẹ chưa làm trò gì cả. Cho tôi đến khách sạn Green ở Mapo. Han Bin, chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ về ngay. Tôi không thể làm khác. Đây là cách tốt nhất. Là anh Jiho sao? Han Bin ơi, giám đốc điều hành Sơ Du Kiêng bảo tôi đến nhắn với cô rằng Hê-su, nhân duyên của cô và tôi chỉ đến đây thôi. Ở nơi đó, đừng nhớ đến khuôn mặt và tên tôi. Ra đi thanh thản nhé.